điều gì đã thúc đẩy anh chọn ngành trí tuệ nhân tạo khi mà anh theo học tại Đại học Monash, một trong những trường đại học hàng đầu ở Úc? Nó có khác biệt nhiều so với Việt Nam không anh? Cái ấn tượng nhất là lâu lâu trường sẽ có cho mentor đứng ra tổ chức sự kiện. Anh thấy là được gift voucher 100 đô cho nên anh đăng ký và anh Đầu tiên là mời không mắt. điều mà mình tự hào và hạnh phúc nhất là cái cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Dự án đó không chỉ là giúp cho mình và bạn mình được tuyển thẳng đại học mà nó còn giúp cho nhiều nhiều bạn học của mình. Khi mà bắt đầu một cái dự án gì đó thì thay vì nghĩ tới chuyện là cái sản phẩm đó nó sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền như nào, thì trước hết hãy nghĩ đến cái chuyện là nếu mà mình làm dự án này thì mình sẽ học được gì, mình chắc chắn sẽ học được gì. Nó là một cái hành trình marathon chứ không phải là cuộc chạy nước rút 100 mét. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi tập 2 của chương trình Vietnamese Scholar Series. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng, những kinh nghiệm quý báu cũng như là các thành tựu nổi bật của các học giả người Việt đang trong hành trình học tập, nghiên cứu cũng như là giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới. Chương trình được triển khai bởi Học viện BBI và được tổ chức với sự đồng hành của PhD Hub. Thì đây là một diễn đàn mà có lẽ một số bạn cũng đã biết, họ khá là uy tín và được thành lập bởi các cựu học sinh Việt Nam. Mình là Hồng Loan, researcher tại Học viện BBI và cũng là host đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta rất vinh dự được chào đón anh Võ Đức Minh. Hiện tại anh đang học thạc sĩ ngành trí tuệ nhân tạo tại Đại học Monash ở Úc. Và không chỉ đạt những thành tích học tập vô cùng ấn tượng mà anh Minh còn giành được những giải thưởng rất là lớn trong suốt cái hành trình cấp 3 và đại học. Một số thành tựu đáng tự hào thì mình có thể kể ra là giải Bani APAC 2023 với dự án BOS Track, giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo CIC 2020 với dự án Startup về Board Game, giải ba hội thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2018 và giải sáng tạo Bình Dương Hackathon năm 2017. Ngoài ra thì anh còn là một doanh nhân trẻ với đầy triển vọng trong những cái dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Và không để các bạn chờ lâu hơn thì em xin mời anh Võ Đức Minh đã tham gia cùng với chương trình ngay bây giờ. Xin chào anh Minh ạ. À, chào Loan, cảm ơn em vì đã mời anh buổi hôm nay. Mình xin chào mọi người, mình là Minh, mình đang học thạc sĩ AI tại Monash, một trường đại học ở Úc. Thì mình rất vinh dự được tham gia chương trình này cùng VBI. Mình hy vọng là có thể chia sẻ được nhiều thứ, hy vọng mọi người sau buổi, sau một cái video này có thể học được nhiều thứ, mình hy vọng có thể chia sẻ được nhiều điều cho mọi người. Trước tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã dành thời gian tham gia buổi chương trình ngày hôm nay. Thì em có một lời hỏi thăm về sức khỏe của anh, thì không biết là dạo này anh có khỏe không và cuộc sống và công việc của anh ở Úc nó như thế nào, anh có cái điều gì đặc biệt mà anh muốn chia sẻ cho em biết thôi. Anh cũng ổn ổn tại vì kiểu mới mới hết hết mùa đông bên này thì nó cũng đang ấm dần á, rồi anh cũng kiếm được một cái nhà gần trường hơn thì tiện đi học hơn thì cũng khá là ok. Có điều là mấy bữa nay dọn nhà thì nó cũng hơi mệt. Cảm ơn em đã hỏi thăm. Dạ, cũng như các tập trước thì để làm cho không khí nó sôi động và giúp anh thoải mái hơn thì em sẽ có một trò chơi nhỏ, chính là vòng quay câu hỏi bí mật. Thì không biết anh đã sẵn sàng chưa để xem màn hình. Ok. Để. Cũng không biết anh sẵn sàng chưa, anh chưa biết trò này là trò gì. Anh thấy chưa ta? Rồi ok, anh thấy rồi. Nếu anh có thể thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống hiện tại thì anh sẽ thay đổi điều gì? Hỏi gì khó vậy ta? Trời Nếu ơi. mà anh có thể thay đổi cuộc sống hiện tại, anh nghĩ là sẽ anh muốn thay đổi cái tình trạng tài chính hiện tại của mình, hoặc là tình trạng công việc hiện tại của mình ấy, là anh cũng mong muốn kiếm được việc làm ở đây để mà đỡ đỡ chi phí ăn uống đồ này nọ. Nhưng mà hiện tại là anh cũng có được 2 công việc nhưng mà công việc nó không có trả lương. Thì nếu mà anh muốn thay đổi thì chắc là anh hy vọng là công việc đó được trả lương cho anh để mà anh có tiền sinh hoạt. Dạ, không biết là sếp có nghe được cái này không ta, lỡ sếp nghe được sao? Không À sao không, ý à, chắc 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 không đâu, ý là tại vì anh tham gia một cái student club bên này với lại một cái kiểu một cái dự án nhỏ nhỏ bên 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 này thì chắc 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 không nghe được đâu. đâu. Dạ. Một câu hỏi tiếp theo nha anh. Em sẽ Tôi quay tưởng hỏi câu một câu thôi chứ. đâu, mình hỏi vài ba câu để làm cho thoải mái mà.
Một câu thì chưa đủ đô. Nếu mà anh không làm trong lĩnh vực công nghệ thì anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì? À, con này thú vị nè anh, tại vì bản bản thân anh cũng không hẳn là 100% về công nghệ, anh cũng thích làm về startup, làm về kinh doanh rồi này nọ. Thì lúc trước anh cũng có một cái startup kiểu bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Thì anh nghĩ là nếu mà không làm lĩnh vực công nghệ thì anh có thể đi làm sale, đi bán hàng, đi làm e-commerce chẳng hạn cũng vui, làm kinh doanh. Anh có từng nghĩ về việc làm cỏ đất chưa, CEO cỏ đất á? Có anh cũng có nghĩ, tại vì đại khái là có nhiều clip YouTube trên mạng thì thấy là cái kỹ năng sale là một cái kỹ năng mà gần như ai cũng phải có, kiểu kỹ năng thuyết phục người khác á. Thì kiểu đi đi bán bất động sản hay là đi đi bán về xe ô tô chẳng hạn, nó đâu cũng một cách để luyện kỹ năng sale của mình. Anh nghĩ nó cũng khá thú vị. Vậy có nghĩa là nếu sau này anh không có làm về lĩnh vực công nghệ thì anh sẽ có biệt danh là CEO Minh Võ. Đây, câu hỏi cuối cùng cho anh nha. Ok, câu hỏi bí mật chính là nếu có cơ hội gặp lại bản thân mình của 10 năm trước thì anh sẽ nói điều gì với chính mình? Học học AI từ 10 năm trước thì giờ là master đảm bảo giàu. Lúc đó 10 năm trước là anh chưa biết đến AI hả? Và anh Đúng đang có cái rồi, định gì trong đầu? đúng rồi, 10 năm trước anh, 10 năm trước là bao nhiêu tuổi nè, 10 năm trước, 14 tuổi. anh còn lập trình Pascal. Hồi 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 Lúc cấp 2 là đấy. anh đã vô đội tuyển lập trình tin học hồi cấp 2 rồi. Ý là kiểu hồi 2-3 tháng trước anh có mentor một cái team cho cuộc thi Imagine cấp Junior của Microsoft á. Đại khái là học sinh cấp 2, cấp 3 là tụi nó đã bắt đầu build AI các kiểu để mà đi thi rồi, kiểu kiểu mình cũng bị FOMO, mình Em bị bỏ nha. ganh tị. Em cũng ganh tị, nhưng mà em nghĩ nếu mà quay lại khoảng thời gian 10 năm trước thì chắc là em vẫn muốn sống cuộc sống mà nó có một cái gì đó gọi là còn có tuổi thơ, mình vẫn vui chơi bình thường thôi, chứ em không muốn là mình phải bắt đầu học sớm ngay từ lúc mà mình vẫn còn cái độ tuổi mà mình vẫn còn muốn ăn chơi á. Ok. Em cảm ơn anh Minh đã chia sẻ, và chắc chắn em nghĩ là các bạn sẽ rất thích thú với những cái chia sẻ vừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần chính của chương trình để khám phá về hành trình học tập và sự nghiệp của anh ha. Em sẽ Ok, cảm ơn em. em biết rằng là anh Minh có một cái hành trình học tập vô cùng ấn tượng từ khi còn là học sinh tại Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho đến khi mà anh trở thành sinh viên lớp tài năng của ngành công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh có thể chia sẻ về những cái cột mốc đáng nhớ trong cái quá trình này không? Nghĩ về thời cấp 3 và thời đại học của mình thì mình nghĩ là điều mà mình tự hào và hạnh phúc nhất là cái cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật các quốc gia, là mình và bạn mình làm cái website để mà cho học sinh lên đó luyện thi trung học phổ thông quốc gia bằng cách là luyện tập thi trắc nghiệm bằng những cái bộ đề của thầy cô trong trường giao. Thì mình nghĩ là dự án đó không chỉ là giúp cho mình và bạn mình được tuyển thẳng đại học mà nó còn giúp cho nhiều nhiều bạn học của mình khác ôn thi đại học một cách hiệu quả hơn. Thì vì chính vì giúp được nhiều bạn bè của mình cho nên là mình cảm thấy đó là một cái dự án mình rất là thành công và mình rất là hạnh phúc về cái dự án ấy. Bên cạnh đấy thì em cũng nghe rằng là anh có một cái dự án nổi bật như là phân tích dữ liệu Spotify và phát triển ứng dụng web, thì anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về cái dự án này cho em có thể được thỏa mãn gọi là sự tò mò của em. À, về phân tích dữ liệu Spotify đó là một đại khái là một cái đồ án ở trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên thôi. Thì đại khái là nó, anh nên không nhớ rõ tại cũng khá là lâu rồi, nhưng mà anh nhớ là hình như là có một cái bộ data của Spotify, xong rồi mình phân tích trên cái bộ data đó, vẽ biểu đồ rồi phân tích coi là với cái bộ data như vậy thì dùng biểu đồ nào thì phù hợp, rồi 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 anh không nhớ nhiều nữa, nhưng mà đại khái là anh nghĩ là đại khái là phân tích
phân tích các thứ về 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 bộ data của Spotify rồi nhận xét về về cái biểu đồ. Anh nhớ là vậy, anh nghĩ là vậy. Lâu Anh rồi. nhớ là nó phức tạp hơn, nhưng mà anh nhớ nhớ đại khái là nó như vậy thôi. Do em cũng research về anh xong rồi em thấy có cái dự án này nên là em tò mò, em chắc là nó cũng hơi lâu rồi. Một điều mà khán giả em nghĩ là chắc cũng sẽ rất là muốn biết là điều gì đã thúc đẩy anh chọn ngành trí tuệ nhân tạo khi mà anh theo học tại Đại học Monash ở Úc, và cái trải nghiệm học tập tại một trong những trường đại học mà gọi là cũng hàng đầu ở Úc thì nó có cái gì mà nó khác biệt nhiều so với Việt Nam không anh? Anh nghĩ là anh đi theo, thật ra là anh mong muốn là nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo chắc từ năm nhất đại học rồi, nhưng mà sau đó thì chắc là không có duyên, cho nên là anh đi theo con đường khởi nghiệp, xong xong rồi sau đó thì nó xong rồi anh mong muốn quay lại con đường học tập, tại vì cảm thấy là cái thị trường kinh tế hiện tại nó không phù hợp để mà mình start một cái gì mới, mà mình nên tập trung vào xây dựng kỹ năng kinh nghiệm của bản thân nhiều hơn, cho nên là anh mới quay lại con đường học tập. Và lý do anh chọn Úc là tại vì nó cũng khá là gần Việt Nam và cũng có nhiều mentor của anh, nhiều mentor về về startup, mentor về của anh kiểu học cũng học RMIT bên này, cũng học mấy trường top bên này, cho nên là anh nghĩ là nếu mà mentor của mình học bên này và thành công bên này thì tại sao mình không thử. Với lại động lực chính là anh nghĩ là anh mong muốn là có một kiếm được một cơ hội tốt hơn ở tốt hơn khi mà kiểu đi làm kiếm tiền ở đây thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, thì anh cũng mong muốn là kiếm được nhiều tiền hơn để mà cho mong muốn là cho ba má đỡ cực hơn, tại vì anh thấy là kiểu ba mẹ anh kiểu cũng làm lụng từ sáng đến tối, thì anh nghĩ là mình nên có một cái mình có một cái bước đà tốt như vậy thì mình nên tận dụng nó và kiếm được nhiều tiền hơn để mà có thể chăm sóc cho gia đình mình tốt hơn. Dạ, em thấy cũng tham vọng nhưng mà tham vọng theo cái hướng là rất là tốt và em rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà em thấy là Úc không gần Việt Nam nha, em thấy là nó cũng khá là xa. Nếu mà gần thì em nghĩ Singapore hoặc là một số nước Hồng Kông, Đài Loan thì sẽ gần hơn. Kiểu anh về Việt Nam thì còn, ý là hình như là từ lúc anh từ Việt Nam qua Úc là anh chưa về lại Việt Nam đúng không? Đúng rồi, bay cỡ 8 tiếng thì đúng rồi, anh tính cỡ Tết anh mới về. Ok, thì có dịp Tết anh về thì em hẹn anh đi cà phê nha, để trò chuyện thêm. Nói vui vậy thôi. Thì tiếp tục thì em cũng thấy là ngoài cái việc mà anh hiện tại đang học thạc sĩ thì anh cũng có khởi nghiệp và tham gia vào những dự án công nghệ từ rất là sớm, thì đây là một điều mà em thấy đặc biệt ấn tượng với anh, thậm chí là trước khi mà anh tốt nghiệp luôn. Thì anh có thể chia sẻ về kinh nghiệm từ những cái công việc khởi nghiệp đầu tiên của mình không ạ? Thì những trải nghiệm đó nó giúp anh phát triển như thế nào khi mà anh ra trường và tới thời điểm hiện tại? Cái hành trình khởi nghiệp thời sinh viên thì nó là một câu chuyện tình cờ thôi, có nghĩa là tại vì thời dịch thì anh suy nghĩ là anh muốn làm cái gì đó cho nó vui, cho nó bổ ích, chứ không không thì cứ ở nhà nằm lì ra đó thì chán lắm, thì cho nên anh mới tạo ra một cái bộ board game để mà anh tính là chơi vòng vòng trong nhà cho vui thôi, một board game để mà về về cách phòng chống dịch corona. Thì sau khi làm bộ board game đó thì anh mới ok thì in ra xong rồi mới đăng lên Shopee bán thử thì mới thấy bán cũng cũng được, cho nên là sau đó thì đi đi lên lên trường thấy thấy cuộc thi CIC ý tưởng khởi nghiệp thì anh mới đăng ký tham gia, và anh nghĩ là chắc là nhờ doanh số tăng trong cái thời thời đó, thời mà người ta vẫn muốn là có một cái bộ trò chơi để mà chơi phòng chống dịch ở nhà với người thân chẳng hạn, cho nên là doanh số nó cứ tăng tăng, và anh được đạt giải trong cuộc thi đó, cũng như là được ba nhà đầu tư quan tâm đầu tư cho dự án. Ồ, anh có Thì nhớ doanh số tăng cũng được là khoảng bao nhiêu? Anh có nhớ cái số liệu mình ước chừng khoảng bao nhiêu anh? anh nhớ là tăng đâu đó cỡ 50% mỗi tháng, thì sau đó thì các anh chị đầu tư mới mới thấy là sản phẩm này có thể có tiềm năng để mà xuất khẩu ra nước ngoài, thì anh cũng bán cái câu chuyện là anh muốn là mang một cái sáng tạo về ra nước ngoài. Thì qua cái hành trình này thì anh đại khái là anh học được nhiều thứ từ cái chuyện là làm sao để pitching để mà được gọi gọi được vốn đầu tư, làm sao để người ta rót vốn cho mình, làm sao để đạt được những cái milestone, những cái cột mốc mà các nhà đầu tư tiếp tục có thể rót vốn, thế là giải ngân hoàn toàn cái lượng vốn mà họ đã hứa đầu tư cho mình á, thì anh thấy nó cũng
khá là thú vị, nó sẽ tạo cho anh một cái bước đà lớn, anh nghĩ là sau này anh sẽ cần nó để mà tiếp tục một cái dự án sáp nào khác, có thể là về công nghệ, có thể là về gì gì đó cũng được, nhưng mà anh nghĩ là anh có một cái nền tảng về đội vốn khá ok để mà có thể bắt đầu một cái gì đó mới cho bản thân mình sau này. Thì em cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi. Em cũng nghe rằng là anh đã thành lập nhiều startup thành công trong cái lĩnh vực board game và web 3. Thì giống như là cái mà hồi nãy anh chia sẻ là được ba nhà đầu tư sinh thành đầu tư. Anh có thể chia sẻ về những cái động lực và những cái khó khăn mà anh gặp phải trong cái hành trình mà anh khởi nghiệp không? Thì anh đã kể rồi đấy, thì động lực thì đại khái là ban ban đầu là anh tính làm cho vui thôi, rồi cũng cũng để học cái quá trình khởi nghiệp là như nào, để mà trải nghiệm cái quá trình khởi nghiệp là như nào. Còn khó khăn thì muôn vàn luôn, khó khăn thì lúc đấy thì thời dịch mà kiếm công ty in, mà công ty đại khái là chạy khắp Sài Gòn để mà kiếm kiếm được công ty in in sản phẩm cho mình á, tại vì nó là một cái bộ board game thì mình cần một cái bên sản xuất là in ấn, thì anh với bạn anh là chạy khắp Sài Gòn để mà tìm một cái đơn vị in ấn phù hợp luôn. Rồi nhiều cái khó khăn khác là làm sao để anh cân bằng giữa cái chuyện học với cái chuyện làm shop lúc đó, thì lúc đó cũng khó lắm, đại khái là cũng phải đánh đổi là nghỉ học các thứ cái kiểu để mà chạy dự án thì như vậy. Khó khăn lớn nhất anh nghĩ là khó khăn về hiểu thị trường, có nghĩa là lúc đấy thì anh chưa hiểu thị trường bên Mỹ lắm, mà anh lại mong muốn là tung một cái sản phẩm ở bên Mỹ. Chính vì vậy anh nghĩ là đó là nguyên nhân chính mà anh thất bại cái dự án ấy. Nghe anh chia sẻ thì em nghĩ là cái khó khăn của anh thì ngoài thì nó sẽ có rất là vô vàn, nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn trong làm việc này thì trong học tập này thì ngoài lề thì có một số khó khăn trong cuộc sống, ví dụ như là văn hóa ở một cái đất nước xa lạ như vậy, thì anh thấy là nó có gì khác biệt khi mà ở Việt Nam thế là so với khi em? Có chứ, có chứ. Kiểu qua bên này đa phần là gặp các bạn Ấn Độ và các bạn Trung Quốc là nhiều á, rồi nhiều khi là kiểu cái action, cái cách họ nói tiếng Anh mà mình nghe mình không hiểu được, cho nên là kiểu mất một thời gian, sau này mình mới mới nghe dần, mình quen thì mới hiểu được. Thì đôi khi là anh thấy là cũng thấy ít các bạn Việt Nam bên này, thấy cũng hơi buồn, nhưng mà sau một thời gian thì cũng kiếm được một nhóm bạn để mà chơi chung thì cũng vui. Nhưng mà đại khái là về về văn hóa thì anh nghĩ là về mặt ngôn ngữ thì đó đó là một cái mình cần thời gian để mà làm quen và thích nghi được, chứ nếu không là mình sẽ rất là khó để mà trao đổi với các bạn nước khác, tại vì mình chưa quen với cái tiếng Anh của họ. Anh có thể chia sẻ về những vị trí công việc mà anh đã đảm nhận trong cái lĩnh vực công nghệ cũng như là những kỹ năng, những kiến thức mà anh đã tích lũy được trong cái quá trình làm việc thực tế không ạ? Nếu mà trong bên lĩnh vực công nghệ thì anh từng làm kiểu full stack dev ở khi mà còn ở Việt Nam, thì kiểu anh làm dev về website, thì anh học về cái về React, JavaScript, về Node.js, rồi học về 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 Solidity, học về blockchain, cái kiểu học về làm sao để gắn near POS vô website. Rồi sau này thì anh qua bên này thì anh có tham gia một vài dự án làm về bên Quantum AI, làm kiểu về bên bên làm software cho Quantum Computing. Hiện tại đây anh mới tham gia một cái student club Monash em, chuyên về phân tích hình ảnh của medical, thì anh mới tham gia thôi, cũng chưa làm nhiều, thì anh thấy là nó cũng khá thú vị để mà anh train cái kỹ năng về machine learning, deep learning của anh. Em biết rằng là bên cạnh cái việc mà anh học tập, anh làm việc ra thì anh còn năng động trong cái vai trò mentor tại chương trình IT và Radio PM Mentoring thì ở Đại học Monash. Vai trò này thì em nghĩ cũng mang lại cho anh những cái trải nghiệm đáng nhớ, thì anh có thể chia sẻ thêm về vai trò này cũng như những cái hoạt động khác mà anh tham gia tại đây không ạ?
Đúng rồi, anh có làm mentor cho faculty IT bên này, đại khái là để giúp các bạn học sinh mới khi mà vô trường, kiểu mấy bạn còn bỡ ngỡ thì kiểu mình có thể giúp người ta hướng chia sẻ cho người ta cái cách mình đã học như nào nè, cách mình kiểu cân bằng cuộc sống như nào, kiểu time management như nào để mà cho có thể hiệu quả việc học hơn. Thì kiểu chủ yếu là anh mong muốn chia sẻ với mọi người, rồi cái ấn tượng nhất là lâu lâu trường sẽ có tổ chức kiểu cho mentor đứng ra tổ chức sự kiện, rồi được gift voucher. Thì anh thấy là được gift voucher 100 đô cho nên anh đăng ký và anh tổ chức welcome event cho các bạn. Sau đó thì nhận được gift card để xài cũng ok. Đồng tiền là mờ con mắt. Yeah, anh chỉ vì tiền để anh mới tham gia mentoring là hay là anh có đam Không, à, tham gia tổ chức sự kiện là vì tiền, còn tham gia mentoring là vì đam mê, là tại vì tham gia đứng ra làm mentor không 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 có được trả lương. Đứng ra mentor nó là một cái công việc volunteer. tuyệt Thì vời. tại vì trước khi qua đây thì anh có tham gia nhiều cái cộng đồng mentoring ở Việt Nam rồi, cho nên anh thấy là ở đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, và anh cũng cảm thấy là có sự được nhiều kết nối cũng như là mở rộng mối quan hệ của mình khi mà tham gia vô cái chương trình này á. Cho Đúng nên là rồi. anh mới mong muốn là trở thành một mentor để mà mở rộng mối quan hệ nè, để làm đẹp CV, để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn. Xong rồi trong quá trình mà anh làm mentor đó thì anh ý là mở rộng mối hệ thì có những mối hệ kiểu như nào mà anh thấy là đáng trân trọng và mình thấy là wow thật là tuyệt vời khi mà mình quen những cái người này, mình có những mối hệ với người này. Về mối quan hệ mà kiểu về về mối quan hệ mà kiểu wow á, thì đại khái là anh không không phải trong hành trình anh làm mentor, mà hành trình anh làm mentee. Thì đại khái là hồi trước anh tham gia SME Mentoring ở Việt Nam thì anh có được kết nối với anh Phương Lê. Thì anh này là anh có một cái studio làm web rất là đỉnh luôn, kiểu từng làm web cho Visa chẳng hạn. Thì anh học hỏi được rất là nhiều từ cái chuyện là ảnh làm sao để tạo ra một cái studio, cũng như là làm sao để validate một cái idea chẳng hạn, kiểu vậy. Sau này anh qua bên Úc thì ở trường Monash anh cũng có chương trình là alumni mentoring, đại khái là anh kết nối với những cái người mà đã tốt nghiệp đại học Monash rồi. Thì anh được kết nối với David Reddin, thì ông này là làm về bên consultant. Thì ông cũng dạy cho anh rất là nhiều về cái chuyện là kiểu leadership như nào thì sẽ tốt, rồi làm sao để viết CV của mình như nào cho tất ấn tượng, làm sao để interview tốt hơn, kiểu vậy. Kiểu ông sẽ coach cho mình những cái vấn đề mà mình đang gặp phải lúc 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 đấy á. Thì anh cũng cải thiện được về cái kỹ năng hoàn thiện CV của mình nè, kỹ năng interview của mình qua cái hành động qua cái hoạt động mentoring. Thì anh có lời khuyên nào muốn gửi đến những bạn trẻ ở Việt Nam, đặc biệt là những bạn mà đam mê công nghệ và cũng đam mê khởi nghiệp luôn giống anh? Lời khuyên lớn nhất anh nghĩ là khởi nghiệp là một hành trình dài á, nó là một cái hành trình marathon chứ không phải là kiểu một cái cuộc chạy nước rút 100 mét. Đại khái là khi mà bắt đầu một cái dự án gì đó thì thay vì nghĩ tới chuyện là cái sản phẩm đó nó sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền như nào, thì trước hết hãy nghĩ đến cái chuyện là nếu mà mình làm dự án này thì mình sẽ học được gì, mình chắc chắn sẽ học được gì. Ví dụ như nếu mà mình làm cái website này thì mình chắc chắn sẽ học được cái tech stack về Next.js chẳng hạn, về React.js chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì mình sẽ biết được là nếu mà dự án này có thành công hay thất bại gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ học được cái kỹ năng ấy, mình cũng sẽ build được cái skill ấy để mình bỏ vô CV của mình để mà hỗ trợ cho cái việc xin việc của mình, hay là cái nói chung là mình phải nghĩ một cái đường dài hơn, tại vì cái tỷ lệ thành công trong startup nó rất là thấp. Cho nên là hãy hãy cố gắng đi đường dài bằng cách là cố gắng cân bằng cả việc học và cái việc làm dự án ấy, chứ đừng nên kiểu all in cho dự án thì nó sẽ khá là rủi ro khi mà mình mong muốn là đi học lại sau này.
Nghe anh nói có vẻ là anh từng all in cho dự án đúng không? Đúng đúng anh từng all in cho dự án, và sau đó anh cũng đánh đổi khá là nhiều về cái chuyện là anh mất khá là nhiều mối quan hệ về bạn bè ở trong trường mà toàn là bạn giỏi không, tại vì hồi đó anh được tham gia học lớp tài năng, nhưng mà sau đó thì anh lại mê khởi nghiệp quá thì cũng mất nhiều mối quan hệ về thầy cô, về bạn bè, đó thì cũng tiếc. Anh nghĩ là nếu như mà anh có được những cái mối quan hệ đó thì maybe là cái chặng đường học tập của anh giờ nó có thể suôn sẻ hơn chẳng hạn. Em nghĩ là khởi nghiệp tại sao lại mất đi mối quan hệ kiểu em, thế là tại À, tại sao? tại tại vì mình dành nhiều thời gian cho cái này thì mình bỏ bớt thời gian cho cái kia. Đại khái là anh có nhiều mối quan hệ về bên Start, về bên SME, về bên business nhiều hơn, thì mình lại đánh đổi đi những cái mối quan hệ về bên công nghệ, Học về thuật. bên học thuật. Nhưng mà bây giờ cái hành trình của em ấy là bây giờ em thấy hành trình của anh em thấy cũng khá suôn sẻ mà. Có gì anh không hài Đúng. lòng không? Không hẳn là anh không hài lòng, nhưng mà đại khái là nó cũng mất đi một cái phần giống như là thời học đại học thì mọi người thường là phải có đi chơi với bạn bè rồi các thứ, nhưng mà anh mất đi cái phần đấy, nghĩ đó là cái khoảng trống. Tiếc nuối. Anh nghĩ vậy, nhưng mà đại khái là nói chung là để mà khởi nghiệp thành công thì phải nghĩ đó là một chặng đường dài, có thể là rất dài, mình phải đủ kiên trì, mình phải đủ nhẫn nại, đủ đam mê mới mới thành công được. Có nghĩa là một cái sản phẩm đúng mà mình suy nghĩ ra lúc này thì có thể là sau một khoảng thời gian stop về cái sản phẩm ấy nó sẽ có thể là thay đổi thành một cái sản phẩm khác chẳng hạn. Ý là mình phải biết cách thích ứng với thị trường, mà làm sao để thích ứng với thị trường thì bản thân mình phải cân bằng được cái chuyện là làm sao để, ví dụ như mình đang đi học thì mình cũng cũng phải có đủ thời gian để mà vừa làm cái chuyện học ấy mà vừa cho cái sản phẩm ấy nó đủ thời gian để mà nó chín mùi, để mà nó thành công. Thì cốt lõi là mình phải 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 kiên trì, và mình phải biết cân bằng những cái thứ trong cuộc sống của mình, chứ không chỉ là nên all in thì nó khá là rủi ro về nhiều thứ trong cuộc sống, anh nghĩ vậy. Bên cạnh những cái lời khuyên đó thì anh có thể nói cho em thêm về những cái kế hoạch và những cái mục tiêu sắp tới của bản thân anh hay không? Kiểu anh sẽ tiếp tục dự định phát triển những cái lĩnh vực nào? Mục tiêu gần nhất của anh hiện tại là anh có apply summer scholarship bên này. Đã khá là cái summer scholarship tại Monash, có nghĩa là mình sẽ đăng ký tham gia vô một cái dự án nghiên cứu của một giáo sư nào đó, thì nếu mà mình được nhận thì mình sẽ vừa được trả lương vừa được tham gia nghiên cứu, thì nó sẽ giúp rất là nhiều cho mình để mà mình xây dựng một cái CV tốt hơn để mà dễ kiếm được việc làm sau này, cũng như là sẽ tăng cho anh cái khả năng, cái skill set về bên AI. Thì đó là cái hướng mà anh mong muốn để mà phát triển bản thân trong trong tương lai. Thì sau sau dự án đấy thì anh hy vọng là có thể làm nhiều năm sau nữa có thể là quay về Việt Nam làm một cái dự án về AI, tập trung về bên giáo dục hoặc là y tế, tại vì hiện tại anh cũng đang trong một cái Student Club làm về AI trong y tế, cho nên anh cũng thấy là nó khá là tiềm năng để mà phát triển ở Việt Nam. Vậy anh có dự định học lên cao hơn nữa không? Cụ thể là kiểu bậc tiến sĩ rồi để tiếp tục phát triển chuyên môn của mình á. À, cái đó còn cũng còn tùy á, có nghĩa là nếu mà anh có cơ may có được học bổng thì anh nghĩ là anh mong muốn học được học lên, còn không thì có thể là đi làm rồi quay về Việt Nam. Nghĩa Đó, là tại cái vì việc mà học lên tiến sĩ là phụ thuộc vào cái học bổng. Nếu mà học lên tiến sĩ là cái việc mà về Việt Nam sẽ lâu hơn dự định đúng không anh? Còn nếu không học lên tiến sĩ thì mình sau đấy về Việt Nam nhanh hơn dự định. ừ, đúng rồi. Nếu mà học lên tiến sĩ thì sẽ mất thêm khoảng 3 năm nữa. Em nhớ tiến sĩ 4 năm mà, là tiến sĩ 3 năm. Tiến sĩ bên này có thể là 3-4 năm. Bên này nó đúng với giai đoạn của em. Nhưng mà anh thích học 3 năm hơn không? Hay là anh thích học 4 năm hơn? Anh thích học ngắn thời gian hơn, nhưng mà kiểu bên này nó học ngắn thời gian mà tới mức stress luôn á, cho nên là không biết, cũng không biết sao nữa, không biết. Em thấy là mỗi người trong một cái hành trình mà học tập, hành trình đi làm thì sẽ đều có một cái người mà mình gọi là sẽ ngưỡng mộ. Thì đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà mình theo đuổi, không biết là anh có một
AI mà mình thần tượng trong lĩnh vực công nghệ hay là trong lĩnh vực khởi nghiệp không? Kiểu anh có một ai đó mà đã truyền cảm hứng cho bản thân anh và ảnh hưởng đến cái con đường mà hiện tại anh đang đi không ạ? Một câu hỏi thú vị thì hồi hồi năm lớp 6 là anh có đọc một cuốn sách về về Bill Gates, thì lúc đó là anh đã rất là ngưỡng mộ Bill Gates, kiểu một cái người đã thành công từ rất là sớm, có thể trở thành kiểu có thể tạo được một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn từ từ rất là sớm, kiếm được rất là nhiều nhiều tiền từ rất là sớm, cũng như là sau này thì ổng cũng có làm nhiều cái dự án về cho xã hội chẳng hạn. Thì cái người mà anh ngưỡng mộ nhất anh nghĩ là chắc là sẽ là Bill Gates, người đã sáng lập ra Microsoft, hệ điều hành của Windows mà chúng ta mà mình dùng nhiều á. Thì anh ngưỡng mộ ổng ở cái chỗ là ổng đã có được một cái sự thành công rất là sớm, học rất là giỏi, thành công rất là sớm, cũng như là sau này cũng dành nhiều tiền cho những cái việc thiện nguyện, cho những cái dự án xã hội. Kiểu ổng không không chỉ là kiểu kiếm tiền cho bản thân mà mong muốn là giúp cho xã hội được tốt đẹp hơn, cho nên là anh rất là ngưỡng mộ Bill Gates. Đúng là ai cũng phải bắt đầu từ một đâu đó. Thì em thấy là những cái chia sẻ của anh em thật sự rất là ấn tượng và cảm giác được truyền cảm hứng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì em cũng có một cái vòng quay câu hỏi bí mật nữa. Lần này thì câu hỏi nó sẽ liên quan đến những cái chuyên môn, những cái lĩnh vực mà anh đang làm việc để mà giúp khán giả có thêm cái góc nhìn từ anh. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu xem hình tiếp tục giống như hồi nãy ha anh. Anh thấy màn hình của em rồi đúng không? Câu hỏi dành cho anh là anh có thể chia sẻ ví dụ về dự án ứng dụng AI hoặc blockchain mà anh nghĩ có thể thay đổi cái cách thức hoạt động của một ngành nghề truyền thống không? Câu này có vẻ khá khó anh à. Anh thấy ok với câu này không? Thay đổi cách thức hoạt động của một ngành nghề truyền thống. Ví dụ như hệ thống y tế ở bên Úc nó có một cái vấn đề là bệnh nhân thì nhiều mà bác sĩ thì ít, Đúng rồi. cho nên là mới có nhiều cái nghiên cứu cũng như là nhiều cái dự án liên quan tới chuyện là làm sao để giảm thiểu cái công việc cho bác sĩ. Thì đó là cũng là cái lý do mà anh tham gia cái Student Club Monash em á, kiểu tập trung về việc phân tích những cái hình ảnh về PT, về MRI, những cái mẫu scan á, để mà dự đoán coi là ở cái người đó cái triệu chứng bệnh của người đó như nào, rồi sẽ giảm giảm đi sẽ cắt đi được cái phần công việc đấy cho bác sĩ. Bác sĩ chỉ cần là thẩm định cho cái đó là đúng hay sai thôi, sẽ giúp ích cho cái ngành y tế rất là nhiều. Ví dụ mà em nghĩ nha là ở Việt Nam có một số vùng sâu vùng xa mà người ta rất là thiếu những cái lực lượng về y tế, về bác sĩ, thì em muốn là tương lai là sẽ có những cái bác sĩ giống như bác sĩ AI sẽ có thể hỗ trợ được, bởi vì ví dụ như là vùng sâu vùng xa thì bác sĩ họ sẽ rất là ngại lên những cái vùng như vậy, rồi lương thì có thể là thấp và cái đường đi thì khó khăn và những cái dịch vụ thì nó cũng không nhiều, nên là họ rất là ngại về những cái nơi sâu xa như vậy. Đa số là chỉ có những người mà đã ở trong cái vùng sâu xa đó, họ lên thành phố họ học xong họ về lại thôi, nhưng mà rất là ít những người có thể được như vậy. Nên là nếu mà tương lai mà có thể có một bác sĩ AI có thể hỗ trợ được những cái công việc đấy thay cho một bác sĩ bình thường, thì em nghĩ nó sẽ có thể thay đổi được và giúp cho bên y tế ở Việt Nam nó sẽ phát triển hơn và sẽ giúp ích được rất là nhiều người ở trong những cái vùng đấy. Đúng đúng, anh cũng thấy đó là một cái ứng dụng rất là hay của cái việc là sử dụng AI. Anh nghĩ là anh hy vọng là thời gian tới trong tương lai Việt Nam có thể phát triển như vậy, và anh rất là muốn đóng góp phần mình cho cái công tác đấy. Anh hy vọng là vậy.
À, tiếp tục cái câu hỏi nữa nha anh. Hỏi gì nhiều vậy? Sẽ còn nữa hả? Nó khá là hay, em phải chuẩn bị rất là kỹ đó. Anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn không? Hình như câu này cũng hơi trùng hồi nãy rồi đúng không ta? Đúng không? Lời khuyên đó hơi trùng hồi nãy rồi đúng không? Thôi bây giờ hỏi qua câu khác Anh đi. nghĩ là nó cũng trả lời được mà. Không, ý là lời khuyên dành cho các bạn trẻ hồi nãy em vừa mới hỏi rồi. Theo anh thì ngành blockchain và Web3 có những thách thức lớn nào trong việc mở rộng quy mô và ứng dụng rộng rãi? Anh nghĩ là thách thức của nó thì cũng nhiều lắm, tại vì nó là một cái công nghệ mà ứng dụng đầu tiên vô là kiểu mọi người dùng nó nhiều trong cái việc là tiền ảo á, thì nó bùng nổ từ cái chuyện tiền ảo, cho nên là kiểu nhà nước ở nhiều nước cũng cũng e dè cái việc này, cho nên là anh nghĩ là cái thách thức là về những cái nhà nước, làm sao để nhà nước có thể hỗ trợ ủng hộ cái việc ứng dụng blockchain này, để mà họ hiểu hơn về cái ứng dụng này, chứ không chỉ là biết biết nó thông qua tiền ảo các thứ cái kiểu. Đúng. Có nghĩa là nó vẫn mang một cái tiếng gì đấy là Đúng rồi, mang dính nó với mang tiền cái ảo, số. nó mang một cái tiếng là dính với tiền ảo, và giống như kiểu người ta nhắc về blockchain, nhắc về Web3 xong người ta nghĩ ngay đến việc tiền ảo Bitcoin rồi đó, kiểu những người không biết, những người không có chuyên ngành người ta thường nghĩ như vậy, chứ ít ai mà nghĩ đến là nó có thể ứng dụng vào những cái dịch vụ y tế, là chăm sóc sức khỏe, hay là giáo dục, hay là nhiều cái khác nữa. Ví dụ như là em thấy một cái ứng dụng rất là hay của blockchain là nó sẽ ứng dụng vào việc mà bầu cử ẩn danh ha. Nghĩa là ví dụ như mình bầu cử tổng thống, cái cao to to là mình bầu cử tổng thống mà mình bầu cử ẩn danh thì nó rất là minh bạch, và nó bất biến nữa, nó có những cái tính chất mà rất là hay cho cái việc bầu cử ẩn danh. Hay là bầu cử bình thường trong một cái quy mô nhỏ thôi thì em thấy nó cũng rất là hay, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam, thì em kiểu mong là kiểu tương lai nó sẽ có những cái ứng dụng kiểu hay như thế. Đúng rồi, đúng rồi, anh cũng đồng ý. Câu cuối này À, hỏi anh nhiều quá, ông chưa có hỏi cho khán giả nha. đâu, khán giả là để khán giả bình luận xong rồi em sẽ chuyển khán giả đến anh. Theo anh thì có lẽ liên quan đến blockchain nhiều người ta, theo anh thì yếu tố nào là quan trọng nhất để một doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực AI hoặc là blockchain? Dạ, khó ta. Về AI thì nó cũng đang kiểu mọi người cũng đầu tư nhiều vô nhiều 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 dự án AI rồi, mà cũng chưa có nhiều công ty mà thật sự thành công á, thì nó cũng cũng đang trong cái rủi ro là kiểu AI bubble, kiểu kiểu nó có thể pop, nó giống như cái bong bóng dot com lúc trước, giống như là khi mà mọi người đầu tư vô nhiều mà chưa khi họ không thấy kết quả gì nhiều á, thì nó thị trường nó sẽ đi xuống. Thì yếu tố quan trọng nhất để mà doanh nghiệp thành công, anh nghĩ là ngay cả trong blockchain hay trong AI, thì anh nghĩ là yếu tố quan trọng nhất là thể hiện được cái sự cái đúng cái nhu cầu của khách hàng. Có nghĩa là ví dụ như thằng ChatGPT nó khai thác được đúng cái nhu cầu là hỏi hỏi đáp từ người dùng, giống như là từ xưa đến nay thì mình thay vì mình hỏi Google này nọ này nọ này nọ, thì thằng ChatGPT nó cũng làm cái chuyện tương tự, là nó cũng hỏi và đáp, nhưng mà nó có thể cho được kết quả, gom được nhiều nguồn hơn thay vì chỉ cho được đúng một nguồn như Google. Thì anh nghĩ là yếu tố quan trọng là làm sao để mình thấy được cái nhu cầu hiện tại của khách hàng, mà mình ứng dụng được AI được đúng, giải quyết đúng cái nhu cầu ấy, hay là ứng dụng blockchain đúng cái nhu cầu ấy, thì anh nghĩ là nó có khả năng tiềm năng thành thành công cao. Chắc là hiện tại cũng hết câu hỏi rồi. Rồi, ok. Em stop share cho anh. Chưa, em vẫn còn xem màn hình đó. Ok, để em stop thôi. Em cảm ơn những chia sẻ của anh Minh trong cái buổi ngày hôm nay, thì em thực sự cảm thấy rất là ấn tượng và cảm giác như là bản thân mình
được học thêm những cái kiến thức mới, được biết thêm những cái trải nghiệm mới từ anh Minh. Và em cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu của mình cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì em nghĩ là những câu chuyện và kinh nghiệm của anh thì không chỉ là sẽ cung cấp những kiến thức cho em và cho em được những cái trải nghiệm khác, mà cũng là một nguồn cảm hứng lớn cho các bạn trẻ, những bạn mà đang theo đuổi ước mơ công nghệ và khởi nghiệp. Thì em chúc anh thật là nhiều sức khỏe, cũng như là hẹn gặp lại anh trong những cái dự án đầy hứa hẹn ở trong tương lai. Ok, Đúng cảm ơn em, cảm ơn VPI, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi talk show ngày hôm nay. Hy vọng có thể gặp được lại em trong thời gian tới. dạ yeah. Dạ, đối với các bạn khán giả thì nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào dành cho anh Minh thì đừng ngần ngại để lại những cái bình luận ở bên dưới video, thì mình sẽ tổng hợp lại và gửi đến anh Minh sớm nhất để anh ấy sẽ trả lời trong những tập tiếp theo. Đặc biệt thì câu hỏi hay nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ chương trình, cho nên đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn không chỉ nhận được những cái chia sẻ sâu sắc từ anh Minh mà sẽ còn có cơ hội nhận quà nữa. Vì vậy nên là hãy tham gia và để lại câu hỏi của mình ngay nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Vietnamese Scholar Series.